đội Thác Công Lipa, nước phương thể nguyên bản lên của mày. Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay tiếp tục cũng là một cái vấn đề, cũng là một cái series dài tập, đó là cái con game Mulock 2 ở server là Hoàng Gia, server mới nhất ngay thời điểm hiện tại. Thì server này bên mình cũng vẫn có hỗ trợ cho anh em reset, hỗ trợ gen và hỗ trợ gấu khi các anh em mới vào chơi. Và đây là một con nhân vật ở một cái phiên bản của server Hoàng Gia, server mới nhất ngay thời điểm hiện tại. Thì nội công cái máy ra sao và như thế nào, nhìn vào màn hình các anh em đã biết đây là con nhân vật gì. Đây là cái con DL nha anh em, còn gọi là chúa tể. Thì mình đã trang bị cho em ấy một cái set đồ thái dương và một cây trượng đại dương, kèm theo một con gấu, một cái bùa nhân hai và có một con ngựa. Con ngựa thì ở giai đoạn đầu nó sẽ giúp cho chúng ta là lực chống đỡ là hấp thụ 15% sát thương và lực chống đỡ là thêm 8. Thì khi mà mình farm cái level của nó sẽ lên dần dần và dài theo. Ở đây là mình có một cái con quạ đây. Cái trượng này là cái trượng đại dương. Cái lực công của nó là cực kỳ thấp nha anh em. Cái lượng phép của nó chỉ có là 67 thôi. Nếu mà các anh em chơi cái hệ mắc pin thì các anh em hãy lên cái trượng là y gan cái set đồ này luôn. Cái trượng thái dương nha. Đây là mình có một cái set đồ thái dương lõm. Ở ngay thời điểm hiện tại thì các anh em có được cái set đồ này thì các anh em sẽ có một cái lượng chống đỡ cực kỳ tốt khi mà các anh em farm. Ở đây là mình full set lúc nha. Cho các anh em xem là mình sẽ có full set lúc đây. Như vậy là các anh em có thể là qua nhịp vào một cái con game, hòa nhịp vào một cái server Hoàng Gia, server mới nhất ngay thời điểm hiện tại. Thì các anh em nhìn vào màn hình thì mình đang farm ở một cái map là Logankia. Mình sẽ chuyển map cho anh em xem. Khi level mình đủ cao thì mình có thể lên map cao dần dần hoài nha. DL ở hai phiên bản này và cái phiên bản thằng ma thì nó cũng cực kỳ khỏe nha anh em. Nó không có tệ đâu. Kèm theo đó là mình có thêm một cái con quạ. Cái lượng đam của quạ mình thấy nó đau hơn là những cái phiên bản khác. Anh em có thể là đeo con ngựa lên cũng được, mà hiện giờ mình đang farm level, mình sẽ đeo cái con gấu lên để cho nó có cái phần trăm. Con gấu này cũng bán bằng gen nha. Tăng lượng S là 50% và khả năng của nó là có thể là đi lượm gen. Kèm theo cái bùa là bùa cộng 2 whip thì nó sẽ tăng cái lượng S cố định cho mình. Ở lần hiện tại thì cái con của mình nó chỉ có 90 mấy k thôi. Đây, 10k lực tay thì ở đây là nó lên cho mình mắc đam là chỉ có 9k thôi nha anh em. Hiện tại thì đam phép nhỏ nhất của nó là 6k, đam lớn nhất là 10k nha. Còn ở đây là phòng thủ của nó là được 4k5. Thì 4k5 anh em có thể là đi full map được nha. Tốc độ của nó là 7400. Cái con DL này ở những phiên bản nóc 2 nó riêng và tất cả những phiên bản PC nói chung thì một số phiên bản nó sẽ có max tốc độ của cái con DL này thì các anh em chạm mốc tầm khoảng là 8k, nhưng mà ở lớp 2, lớp 3 hoặc là lớp 1 nó sẽ ngoại lệ, các anh em cộng hoài nó sẽ lên hoài. Còn ở phiên bản của PC thì cái mốc của nó đa phần nằm ở khoảng là 8k hoặc là 8k5, nó sẽ max tốc. Khi mà đã max tốc các anh em cộng vô thêm nó chỉ có được thêm thủ chứ không có gì hết. Nếu mà như vậy thì cũng khá thiệt thòi thôi. Tốt nhất các anh em có thể là cộng vào cái sát thương chuẩn của nó để mình lấy cái lượng đam to nhất có thể nha. Các anh em thấy không, cái phiên bản này mình thấy quả nó farm tốt lắm anh em. Đặc biệt ở server Hoàng Gia hoặc là cái server của thằng ma thì nó sẽ có những cái event đi dài theo năm tháng, sẽ hỗ trợ cho các anh em theo bậc và theo cái lộ trình của game. Ví dụ là cái con game của mình nó lên hiện tại là 100 lần reset thì các anh em sẽ được đâu đó là 50 lần reset hoặc là 60 lần reset cho những anh em nào vào sau. Thì các anh em có thể là vào chơi để trải nghiệm và được bên mình tặng. Đặc biệt là server này hạn chế cờ lon tối đa nhất có thể, hầu như là không có luôn nha. Vì sao? Vì là khi các anh em khởi tạo một cái ID là khởi tạo cái ạc thì các anh em phải thông qua bên mình để mở cái ạc đó, thì ID của anh em mình đã nắm xong thì các anh em không có làm cái chuyện gì mà mờ được hết. Thì như vậy là các anh em có thể là dễ dàng vào trong đây để trải nghiệm và có được một cái sân chơi hoàn toàn sạch sẽ để các anh em có thể là tận hưởng và chơi ở cái không gian và cái mùa Tết này. Thì hiện giờ server Hoàng Gia là server mới nhất và cũng rất là đông. Kèm theo đó là server Thằng Ma cũng là server rất là đông luôn. Các anh em có thể là vào hai server đó để trải nghiệm. Server nào mình cũng có like, mình cũng có làm clip và mình cũng có hỗ trợ hết nha. Những anh em nào mà fan của DL có chơi server này thì có thể là vào trong đây để comment góp ý là cái lượng đam hiện tại của anh em đã lên được bao nhiêu và các anh em đi theo hướng nào. Thì cái con DL này thì mình khuyên anh em là phải đi theo hướng là NE. Anh ghi tầm khoảng là 7k tới 10k đảo lại, còn có bao nhiêu thì cứ dồn hết vô NE. Nó farm rất là lẹ, đam rất là to luôn em. Hiện tại mình đang dùng đồ cùa thôi. Nếu mà mình cầm cái trượng Thái Dương nữa, mình quạt lên một cái là nó cực kỳ khỏe nha. Và vào trong cái trượng Thái Dương thì hiện giờ nó bán rất là đắt đỏ luôn. Ở đây có một
một cây 12k. Cái này thì chuẩn cơm mẹ nấu rồi anh em à. Trưởng Thái Dương, và mình nghe nói là cái con DL này nó quá khỏe đi, và nó mới bị fit lại anh em, fit cái lực tay nó xuống chút xíu, nó không bằng lực tay của GF, nó không bằng lực tay của DK, và nó chỉ hơn được những cái con khác thôi, như hơn được con cung nè, hơn được con đách quay, và hơn được con MG chút xíu thôi. Nó thua con DK và nó thua con GF nha. Như vậy thì cũng rất là buồn, nhưng mà không sao anh em, vẫn chơi được bình thường. Các anh em dùng cái cây công cụ cuối đó là cái cây Thái Dương như vậy thì có thể là chơi được. Nè, cái này là phục hồi mana, bán 3k5, nếu mà nó bán tầm ở dạng 2k là cái này sẽ bóc hơi nhanh. Mình sẽ đi một vòng xem có cây nào nữa không. Và như vậy không có anh em ơi, nó chỉ có những cái cây phổ thông thôi, có hai cái đó, đặc biệt là những cây Trưởng Thái Dương chắc nó không hỗ trợ S thì bán rất là chạy luôn, đâu đó tầm khoảng 1k quay đầu. Đa phần anh em treo ở dạng là 800 hoặc là 900 đôi con, bán rất là chạy, rất là lẹ luôn. Những cây công cụ trắng, đặc biệt cây Bá Vương kiếm là bán chạy nhất nha, và cặp găng tay của GF, hai cái đó bán cực kỳ chạy ở server Hoàng Gia luôn. Clip này mình quảng cáo cho anh em biết là cái con DL ở server Hoàng Gia. Clip sau mình sẽ cho ra một cái bản master nha, là mình cũng đang âm thầm mình cài từ con lên điểm master cố định, rồi mình sẽ quay lại mình review cho anh em. Đương không thì mình không có thể nào mà mình làm master full tất cả những server hết được, nên anh em thông cảm nha. Tại một số anh em hỏi những cái master của những server khác, rồi mình đâu có làm đâu anh em, rồi mình không có vào trong đó, mình like không có quay clip được, nên mình không có review được. Mình làm chỉ có là 4 server thôi, chỉ có 2 server hiện tại là ít làm, server Tam Quốc và Lương Sơn hiện giờ mình ít, còn mình làm nhiều nhất là server Hoàng Gia và server Thằng Ma này thôi. Hai server này hỗ trợ tốt và anh em chơi đông nhất có thể ngay thời điểm hiện tại, nên mình vào chỗ này mình đú che, cái nào đông vui, anh em yêu cầu nhiều thì mình sẽ phục vụ anh em trước. Không phải là không phục vụ những anh em nào yêu cầu những cái server khác, nhưng mà có thời gian rộng hoặc là có ạt mình mới làm được anh em. Tại vì mình đang làm bên đây rồi mình nhảy qua bên kia, mình không có ạt cái thứ nhất, mình thứ hai là mình không có nhân vật, không có đồ nữa, nên mình không có review được những cái server khác. Thì điển hình mình sẽ lấy những cái bản master ở những cái server mà mình đang làm, mình sẽ up lên cho anh em xem và tham khảo. Tại vì mỗi một cái server nó sẽ có một cái hướng chơi, một cái cộng điểm và một cái fit nhân vật khác nhau, không ai làm giống ai đâu anh em ạ. Nó chỉ là có tương tự hòa hao hao với nhau thôi, chứ nó không có giống mà tuyệt đối 100%, nên anh em có thể là thông cảm giúp mình nha. Khi mà các anh em mới vào trong game, các anh em đi từ bước 1 đi lên thì các anh em đi rất là chậm. Nhiều anh em người tâm huyết, người ta trải nghiệm thì người ta có thể là đi được, còn nhiều anh em mà không tâm huyết hoặc là không có ý định trải nghiệm, chỉ là vào chưa biết server thì các anh em khó đi. Thì hiện giờ mình đang có một cái hướng là tập đi cho các anh em luôn, vào trong đây là hỗ trợ reset. Các anh em có được một cái lượng reset nhất định, một lượng buy-in nhất định rồi, anh em thỏa sức đam mê. Tại vì mình có thể là mình ra mình kích quái được, mình có thể là mình ra là mình có được một cái lượng đam ổn rồi. Các anh em không có bỡ ngỡ về những cái cách mà cộng điểm. Khi mà các anh em farm quái á, thì nó cũng có một cái phần nào đó là mình kích quái tốt, nên cái chuyện farm quái thì nó sẽ nhẹ nhàng đi một phần nào đó. Tốt nhất thì anh em chơi kiển đi farm, các anh em có thể là đeo con quạ lên để mình có cái cảm giác là một cái con nhân vật cổ. Còn khi đi BK hay là đi kit bot hay là làm cái gì đó thì các anh em nên đeo một cái khiên nha. Đây là đeo khiên lên, nó sẽ có một cái lượng thủ nhất định, vì đây là thì các anh em đã biết và hầu như là các anh em đều gành ghẻ về nó. Ở từ cái xe sành 1 tới những cái xe sành cao thì đây là lúc nào cũng vậy hết, đam ở đầu game nó cực kỳ to, khi mà ở nửa game đã về sau nó không có nói lên cái độ nguy hiểm. Vì vậy các anh em phải cần cho nó một cái lượng thủ và kiếm thêm một cái lượng máu cho dày. Thủ thì các anh em có thể là mặc đủ trang bị kèm theo đó là một khiên, còn lượng máu cho dày thì các anh em nhớ là cái con game lóc này BK nó sẽ phụ thuộc vào cái dàn boost. Không chỉ riêng cái con lóc mà tất cả những con game từ cái xe sành 1 tới xe sành 19 luôn, đi đâu làm cái gì cũng vậy, các anh em phải cần có boost anh em ạ. Nhiều khi anh em nói sao mình lên đồ đôi 3 triệu, đôi 3 củ, đôi 3 mét mà sao BK không lại một cái thằng kia nó cũng ngang đồ như mình, thì các anh em phải tìm hiểu người ta ngang đồ nhưng mà người ta có socket hay có gì không. Cái thứ nhất, cái thứ hai các anh em phải xem là người ta có một cái full boost không, hay là có một cái boost hỗ trợ không. Như DL nó có thêm một cái boost của con phay, hoặc là có thêm một cái boost của DK, kèm theo đó cái boost của GF cái nữa, thì thôi một mình nó chấp 2 chấp 3 là chuyện bình thường ở giai đoạn đầu game. Còn giai đoạn mà nửa game hoặc là late game á thì nó không thể chấp được. Nhưng mà solo với nó full boost, các anh em không có boost rồi thì các anh em không có cửa nha. Tại vì cái tay của nó dài mà đam nó cao nữa, các anh em chưa kịp ám sát nữa là các anh em đã quẹo rồi. Nên nhiều cái mà các anh em chưa có tìm hiểu kỹ rồi các anh em nói cái server nó có tình trạng hack one hit thì cái đó không phải đâu. Một số server lúc trước mình chơi, mình cầm cái con cung ở đầu game mình full boost, mình bắn một cái là lụm một thằng, mình bắn một cái là lụm một thằng, mấy anh kia nói hack. Nhưng mà thật sự những anh em nào mà có xem cái kênh của mình hay là có theo dõi mà cái clip của mình làm hay cái like của mình like thì các anh em đều biết cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Ở đầu game mà cái con cung thì nó đã khỏe, tay nó đã dài rồi mà nó full boost cái nữa, nó bắn thứ gì chịu nổi anh em. Trong khi đó các anh em phải cộng STG, cộng vào Angi, cộng vào mana, còn nó chỉ cộng vào full Angi thôi. Nó vừa có thủ, nó vừa có tóc và nó vừa có đam nữa. Ở đầu game mà nó bắn thứ gì chịu nổi anh em.
em, nên những anh em mà chưa có hiểu hay là chưa có gia chạm á, rồi các anh em cứ bảo là hết cái đó là không đúng nha anh em. Cái thứ nhất là nó đã full full một cột, cái thứ hai nó full boost cho nó thì thôi luôn, nó bắn không có chịu nổi. Mình sẽ lên trên map là canh tôi gu nha. Newbie thì các anh em cứ việc đi từ từ lên, các anh em cứ việc búp lên nha. Ở đây thì các anh em farm thì nó sẽ ổn nè, lượng quái mình ra nó rất là nhiều, các anh em farm level của mình lên chắc ăn là nó sẽ nhiều nha. Ở đây có một chị sum đây, Jack Ma, một tỷ phú của Trung Quốc. Trên đây thì quái nó sẽ ra rất là nhiều, anh em có thể lên trên đây để cài gen hoặc là cài liver rất là nhanh. Nhưng mà nhanh nhất là anh em phải lên trên Ikagut hoặc là ba gắt nha anh em, hai map đó nó sẽ nhanh. Còn map lock 1 và map là D4 nó có hai cái bãi whip, nhưng mà ở giai đoạn này các anh em solo bãi whip đó thì nó hơi khó nhằn, tại vì những cái con quái chỗ đó thì người ta chưa có feed, nó còn rất là trâu, đam nó rất là cao. Các anh em mang gấu lại đó nó khỏi một hồi là chết gấu anh em luôn. Các anh em có thể là lẻn đi những cái map khác farm nó sẽ nhẹ hơn. Chui vô bãi whip thì lúc nào cũng có cái nguồn thu cao hơn người ta, nó gớt đồ ngon hơn chút xíu. Nhưng mà các anh em farm nó chậm lắm, các anh em không có bằng farm những cái map thấp. Ví dụ hiện giờ các anh em chui vào lock 1 bãi whip, các anh em farm, trong khi đó các anh em quánh cả chục cái mới chết một con. Còn mình ở những cái map này cái lượng S nó cũng không có thấp hơn bao nhiêu, nhưng mà mình quánh là quái nó one hit được, one hit quái nó sẽ ra liên tục, mình cái lượng S của mình nó sẽ cao hơn một chút xíu nha. Ok, và như vậy cái video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.